Chào anh em nhé, đây là cái mã lọc nhớt động cơ của con Ford Transit 2.2. Nó sẽ sử dụng cho từ đời 2022 cho đến là 2025. Thời gian sắp tới vẫn sử dụng 2.2 nhé. Đây là mã hàng xịn của nó này. Và đây là cái lọc hàng xịn nhé. Hàng xịn bây giờ mã của nó sẽ đổi sang thành mã EBK2Q nhé. Còn cái mã cũ kia của nó thì nó BK2Q này. Bởi vì sao nó đổi này? Bên Ford ấy, thì nó sẽ cứ cập nhật tầm khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Nó cũng không cố định thời gian đâu. Là nó sẽ đổi mã một lần. Và mỗi lần đổi mã thì giá nó sẽ điều chỉnh, có thể lên hoặc có thể xuống. Đây là toàn chữ Trung Quốc này. Anh em đừng hỏi thắc mắc tại sao lại toàn chữ Trung Quốc nhá. Bởi vì cái thằng Transit này nó sẽ sản xuất và lắp ráp trực tiếp tất cả linh kiện phụ tùng ở tại Trung Quốc rồi. GMC nhá, thầu toàn bộ logo Ford. Ford hoặc Ford Moco là đều là hàng xịn nhá. Đây phía trong này. Đấy, lọc nhớt 2.2 nó sẽ sử dụng cái bằng loại sắt anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hoặc là cần làm cái video gì cứ inbox cho mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em.